Xin chào mọi người, hôm nay là ngày cuối cùng Ly ở Sài Gòn rồi. Và hôm qua thì Ly mới được đi event của Innisfree ra mắt dòng sản phẩm mới là My Palette. Nếu như bạn nào mà xem Instagram của Ly thì cũng đã biết là nó là sản phẩm gì rồi. Nhưng mà tuy nhiên là có một số bạn chưa biết. Later. Bây giờ Ly đang trên đường đi đến cửa hàng của Innisfree ở 257 Hai Bà Trưng. Đây là cửa hàng đầu tiên của Innisfree tại Hồ Chí Minh cũng như ở Việt Nam. Thì cửa hàng thứ hai mà Ly hay đi nhất thì là ở Vincom Đồng Khởi, tại vì ở đấy thì kiểu có nhiều thứ nên mình hay mua đấy hơn. Thì lúc nào, gần như lúc nào vào Sài Gòn cũng phải tạt qua Innisfree để mua thêm mặt nạ. Ly thích nhất là cái mặt nạ Second Skin của Innisfree, mặt nạ mà từ đậu nành ấy. Đấy, cái đấy rất là thích, siêu thích luôn. Thì hôm nay cái thử thách của Ly và cũng như là cái bộ quần áo Ly đang mặc thì là một phần clue nhỏ nhỏ nói về cái thử thách của Ly ngày hôm nay, cũng như là những cái gì Ly đã biết được và cũng như là tìm hiểu được, học được từ cái buổi event hôm qua nhờ các professional colorist, nghĩa là những người chuyên gia về màu sắc đến từ Hàn Quốc mà Innisfree đã mời từ Hàn Quốc, cất công mời từ Hàn Quốc về. Nói chung là cũng rất là nhiều cái bất ngờ mà Ly kiểu chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có những cái bất ngờ đấy ấy. Đấy thì tí nữa sẽ tiết lộ cho mọi người khi chúng ta đến cửa hàng nhé. Và thế là Ly đang ở cửa hàng của Innisfree ở 257 Hai Bà Trưng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào, những lúc nãy đi qua đường, thế nên là không thể nào mà kiểu cầm máy được, hơi sợ. Người ta ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì cướp giật hơi nhiều, nên chúng ta hơi sợ. Và đây là không gian cửa hàng. Hôm nay mình đến sớm, thế nên là cũng không đông người lắm đấy. Thì cái không gian cửa hàng này chắc là mọi người trong thành phố Hồ Chí Minh đã có quen thuộc rồi. Còn Hà Nội thì chắc là các bạn đang rất là mong chờ một cái cửa hàng như thế này ở Hà Nội đúng không? My cushion. Phẩm mà Ly thích nhất ở trong cái dòng cushion của Innisfree là cái dòng longwear cover này. Thì Ly dùng màu của Ly là màu N23. Đây là tất cả những cái dòng sản phẩm về skincare, body cleansing của Innisfree. Nãy Ly có nói ở trên xe thì cái dòng mặt nạ mà Ly thích nhất chính là cái dòng này, Second Skin. Đây, dòng Second Skin siêu thích luôn. Rất là thích cái dòng này. Thì rất là nhiều, ngày xưa thì hồi đầu biết đến Innisfree với cái mặt nạ Capture này, xong rồi sau đấy là đến cái dòng Israel Smash. Cái bên này là dòng green tea nổi tiếng của Innisfree, siêu nổi tiếng luôn, mà chúng ta sẽ thử ngày hôm nay. Và lúc nãy thì mình cũng đã cho các bạn xem qua một vòng cửa hàng của Innisfree ở 257 Hai Bà Trưng. Còn bây giờ thì mình sẽ nói kỹ hơn về cái thử thách mà chúng ta sẽ làm ngày hôm nay nhé. Mình sẽ nói qua một chút về cái trải nghiệm hôm qua của Ly ở event của Innisfree ra mắt bộ sản phẩm My Palette. Và đến với chương trình thì bọn mình có bốn cái góc khác nhau, và bốn cái góc này thì nó thiên về cách make up khác nhau. Thì mọi người khi mà đến với chương trình thì vào một cái mọi người đã đổ xô nhau đến bốn cái góc này rồi. Và bốn cái góc này thì nó tượng trưng cho bốn phong cách make up khác nhau, là phong cách make up là cool light này, warm light, cool dark và warm dark. Thì mọi người theo phản ứng bình thường thôi, là mọi người sẽ đi đến từng góc và xong rồi thấy màu nào hay xót ra tay, và xong rồi thấy thích thì sẽ cho vào cái palette của mình. Thì đấy là cái mà thường thường mọi người khi đi mua hàng cũng sẽ nghĩ và cũng sẽ làm theo như vậy. Nhưng mà tuy nhiên là sau đấy thì Innisfree là cho mọi người khá là bất ngờ. Thì sau khi giới thiệu các sản phẩm xong thì có mời hai cô chuyên gia về colorist, nghĩa là chuyên gia về màu sắc đến từ Hàn Quốc, và có hai người mẫu là người mẫu Thùy Dương và người mẫu Kiki Lê lên để có thể chứng minh cho mọi người thấy là thực sự những cái mà mọi người đang nghĩ về cái tông da của mình và cũng như những cái màu mà hợp với tông da của mình chưa chắc là đúng. Và lúc nãy thì mình cũng nói qua cho mọi người về cái nội dung chương trình đúng không? Thì lúc mà mình đến ý, thì bản thân mình cũng rất là thích những cái màu glitter, những cái màu nhũ. Thì mình đa phần là mình chọn hai màu nhũ, một màu nhũ cam, một màu nhũ hồng. Xong rồi sau đấy thì mình chọn thêm hai cái màu matte, nhé, màu lì là màu transition color, màu theo tông nâu, nâu hơi tối một chút, và một màu thì là một màu tím. Và đến cả màu má thì mình lại chưa bao giờ có những cái màu má cam cả, kiểu cam rất đậm. Thế là mình chọn màu má cam, màu contour, màu tạo khối. Thì sau khi mà nghe các cô chuyên gia về màu sắc đến từ Hàn Quốc nói ở trên sân khấu thì mình đã hình như có vẻ như là mình chọn sai màu rồi. Đi ra ngoài thì mình có ngồi lên trên một chiếc ghế, và lúc đấy thì một cô professional colorist đến từ Hàn Quốc đã ra và giúp mình chọn màu sắc của bản thân mình. Và may là hôm qua mình mặc áo trắng, thế nên là nó cũng không ảnh hưởng gì lắm đến tổng thể. Và cô có hỏi đầu tiên là màu tóc tự nhiên của mình là màu gì, tại vì cô thấy tóc của mình đang
hơi tẩy như thế này. Sau đó thì có hỏi thêm là cái màu da tự nhiên của mình là màu gì, và chọn từ màu tóc đến màu da để phân biệt xem là tông thực sự của mình là tông gì. Thì rất là bất ngờ, đấy chính là tông của mình là theo tông sáng nhưng mà lại hơi ấm. Nghĩa vẫn là neutral, nghĩa vẫn là tông rất là trung tính nhưng mà nó có một chút cái tint ấm. Và lúc đấy thì mình chưa bao giờ nghĩ là mình lại có tông ấm cả. Thế là xong rồi thôi chết rồi, tất cả mọi thứ mà mình đã chọn lúc trước là hơi bị sai so với cái tông của mình. Và sau đó thì cô đã dùng từng những cái màu sắc khác nhau một ướm lên trên người của mình. Thì mình sẽ insert một cái đoạn Insta story mà mình đã làm hôm qua cho mọi người xem ở đây. Và với cái tông màu của mình thì màu rất là hợp cái màu tông ấm nhưng mà dạng sáng, kiểu dạng pastel. Ví dụ như là màu cam chanh, màu vàng chanh như thế này. Hôm nay đó chính là sao hôm nay mình mặc màu vàng chanh, nó sẽ làm cho da của mình sáng hơn rất là nhiều. Và nếu như mà mình dùng những cái màu như là màu hồng fuchsia này, hồng tím, hay như là màu xanh là cây đậm, hay là màu kiểu màu nâu đậm, hoặc là những cái màu đỏ đậm, thì nó sẽ làm cho da của mình thứ nhất là tối đi, và thứ hai nữa là sẽ làm cho da của mình trông rất là xịn, và đặc biệt là trông nó cũng già đi rất là nhiều nữa. Sau đó cô ấy có thêm những cái màu, một pastel, như hồng sáng này, xanh min này, cái tông min rất là sáng lên trên người của mình thì kiểu cái gương mặt của mình nó sáng lên hơn rất là nhiều ấy. Và sau đó thì có để một bên này thì là những cái màu mà rất là hợp với mình, còn bên này thì những màu rất là tối với mình. Thì mình cũng sẽ để insert một bức hình mà hôm qua Linh đã giúp mình chụp tại chương trình nhá. Thì các bạn có thể thấy là sự khác biệt ngay ở trên cái tông da của mình với những màu sắc mà mình sử dụng trên gương mặt, và cũng như là những cái màu sắc mà mình mặc hàng ngày, nó sẽ làm cho cái tông da của mình thay đổi rất là nhiều. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà hôm nay Ly đã xin phép Innisfree để đến được cửa hàng ở 257 Hai Bà Trưng để có thể thử nghiệm lại là những cái màu nào mới thực sự là hợp với mình, và cũng như là thử trang điểm luôn. Tại hôm nay thì mình mới chỉ có làm lông mày này với cả làm nền thôi, chứ mình chưa có một cái gì cả. Và mình sẽ theo đúng cái tông mà cô professional colorist chuyên gia về màu sắc đã giúp mình ngày hôm qua, và mình sẽ thử chọn le xem là hôm nay mình có trang điểm một cách khác hơn một chút, và cũng như là trông giống Hàn Quốc hơn một chút không nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng shopping với Lee Kê. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có ở đây, đây chính là cái không gian mà chúng ta có thể chọn màu. Nếu bạn nào mà không biết chắc chắn là mình thích tông gì ấy, thì có thể chọn theo phong cách. Ở đây thì là có phong cách hơi hồng cam này, sau phong cách hồng hồng hồng, phong cách nó hơi có một chút trung tính, và phong cách nó kiểu cực kỳ smoky. Thì ở đây thì Ly thấy là có những cái bảng màu mắt rất là to. Ví dụ như là cái bảng này thì có thể đựng được cả 12 sản phẩm này, hay những cái bảng nhỏ như thế này. Thì hôm qua thì có một cái bảng nhỏ như thế này, nhưng mà Ly thấy có một cái rất là đặc biệt, đấy chính là cái bộ sưu tập mới của Innisfree ở đây, My Palette, so cute. Và đây chính là sản phẩm của chúng ta. Thì ở trong này nó có hai cái đầu chổi luôn, đây là chổi để đánh mắt nếu các bạn thích. Thì ở đây nó đã có sẵn nam châm rồi, thì các bạn chỉ cần ấn sản phẩm mà thôi. Và ở đây thì chúng ta có rất là nhiều màu mắt khác nhau, có màu mắt lót này, màu mắt tạo độ sắc nét, màu tạo độ sâu, xong rồi tạo cách lợi tiết là lấp lánh này, xong màu má, rất là nhiều màu lông mày này, và cũng như là màu hiệu chỉnh màu sắc da là màu dạng kem. Và trong tất cả những cái màu này thì có là 140 màu khác nhau với đủ các thể loại kết cấu cũng như là độ sắc nét để chúng ta có thể sử dụng. Với cái bảng này thì Ly sẽ có thể vừa được 8 màu mắt, hoặc nếu không thì sẽ là 4 màu mắt và 2 màu má, hoặc là 1 màu má, 1 màu contour. Thì theo tông của Ly sẽ là tông nó hơi sáng, nhưng mà nó lại cần những cái tông nó... Vì tông của Ly là tông warm, thế nên là chúng ta sẽ dùng những cái màu tương phản lại một chút để làm tông lạnh lạnh hơn một chút. Ví dụ như là những cái hồng pastel, hay như là những cái màu cam, cam sáng để làm nổi bật cho gương mặt của mình hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở cái bảng này ra này. Thì ở trong này là đã có sẵn nam châm rồi, chúng ta sẽ chỉ việc bóc từng cái sản phẩm này ra để chúng ta có thể mở sản phẩm và gắn ở đây thôi. Thì như những cái màu mà Ly chọn ngày hôm nay ở đây á, thì nó có một màu nhũ rất là đậm này,
một màu nhũ nhẹ này để làm highlight cái phần gò chân mày này, một cái màu gọi là transition color này, và một màu sẽ là đạo điểm nhấn cơ bản nhất, và còn lại là hai màu má cũng như là màu contour. Thì bây giờ Ly sẽ để tất cả màu contour và màu má phía bên này, còn tất cả những cái màu mắt sẽ được bên này. Dĩ nhiên là các bạn có thể trao đổi nó tùy theo cái nhu cầu của mình, và Ly sẽ hướng dẫn các bạn cách mà mở những cái hộp này rất là dễ. Đầu tiên chúng ta sẽ mở đằng sau có chữ open này, mở ra ta, xong rồi là sẽ có cái phần khóc ở đây, lại cần pop nó ra và đặt nhẹ nhàng vào trong hộp. Chúng ta đã xong bảng một mắt của chúng ta ngày hôm nay rồi. Và như các bạn thấy là có úp xuống thì nó cũng không rơi, tại vì nó đã có 5 châm ở trong đấy, thế nên là chúng ta sẽ không sợ gì cả. Và dĩ nhiên nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể lấy luôn cái phần này đặt lên. Ta-da! Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái cách mình trang điểm với cái bảng màu mình vừa chọn, và để các bạn chấm điểm xem là liệu cái tông màu này có phù hợp với Ly hay không nhé. Và Ly sẽ cho các bạn xem lại cái tông màu của Ly chọn. Và đây thì các bạn đang thấy là đây là một cái màu contour này, màu má rất là nhẹ nhàng, rất là hợp với các bạn đi học. Một màu transition color màu nâu, một màu gọi là một màu trắng champagne, màu nhũ cam và cũng như là màu cam ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử nghiệm luôn nhé. Xong thử thách tại cửa hàng của Innisfree ở 257 Hai Bà Trưng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và như các bạn thấy là với cái bảng màu này thì hoàn toàn Ly có thể nhanh chóng thực hiện cái lớp makeup của mình rất là nhanh này. Như là các bạn có thể thấy ở trong cái video vừa rồi, đoạn vừa rồi là mình có dùng cái màu nâu để làm toàn bộ cái vùng của bầu mắt này, xong rồi sau đó nhấn thêm một chút màu hồng hơi hồng san hô, màu nhũ ở phía giữa, và cũng như là dùng cả cái màu highlight này ở cả cái phần chân gò chân mày, cũng như là highlight cho cả vùng gò má và màu má thì là cái màu cam nên rất là xinh, cũng như là màu contour thì rất là phù hợp với cái da của Ly luôn. Và hy vọng là với video này của Ly, Ly đã có thể giúp các bạn lựa chọn được một số những cái thông tin về sản phẩm này, cũng như là những cái tông màu nó phù hợp nhất cho da mình. Và các bạn hãy thử xem nhé, thử từ những cái màu sắc mình mặc ở hàng ngày, cũng như là những cái màu mà mình có thể đánh lên cho gương mặt mình trông trở nên hồng hào hơn và trắng trẻo xinh xắn hơn. Và chắc chắn là bây giờ thì Ly sẽ phải về nhà dọc lại toàn bộ tủ quần áo và cũng như là đống son trang điểm của mình, vì bản thân Ly không hợp với màu hồng một tí nào, và chúng ta sẽ chỉ có thể kết thân với cả màu san hô này, màu cam và cũng như là những cái màu pastel mà thôi. Và Ly hy vọng là các bạn sẽ thích cái video này và cũng như là thăm được quang cảnh của cửa hàng Innisfree tại 257 Hai Bà Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại thì trong tháng 9, Innisfree đang có promotion khuyến mãi cho các bạn, đấy chính là các bạn mua 3 màu mắt như thế này, 3 hộp màu vuông này nha, thì các bạn sẽ được tặng thêm một hộp màu vuông bất kỳ, nghĩa chúng ta sẽ có 4 hộp màu tạo thành một hình vuông rất là đẹp. Còn nếu như mà các bạn mua 2 màu, một cái màu hình chữ nhật và một cái màu hình vuông, thì các bạn cũng sẽ được tặng thêm một cái màu hình vuông nữa, rất là tiện lợi phải không? Vậy thì chúng ta đã vừa được chọn theo sở thích này, theo tông màu mình mong muốn, theo nhu cầu, theo đánh giá của chính bản thân mình, thì các bạn cũng sẽ được tặng thêm cả các sản phẩm rất là hay ho nữa. Và thôi, bây giờ thì mình sẽ phải chia tay các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Bye bye.